Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Định xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Bắc Ninh phát triển văn hóa đọc trong trường học. Huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng giáo dục. Phong trào chống rác thải nhựa ni lông lan tỏa rộng tại các hội phụ nữ trong huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ninh Bình phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này đã qua hơn một tháng kể từ khi xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Toàn tỉnh đã xuất hiện hơn 60 ổ dịch tại 80 xã phường thị trấn. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đã lên đến 9.100 con, xấp xỉ 550 tấn. Để khống chế dịch bệnh đang lây lan như hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh tiếp tục cấp bổ sung hơn 2.000 lít hóa chất khử trùng môi trường và tiêu hủy dịch bệnh. Các huyện được cấp bổ sung thêm hóa chất để khử trùng môi trường và tiêu diệt mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi gồm huyện Bình Giang, Kim Thành, Nam Sách và thành phố Hải Dương, mỗi địa phương 540 lít, nâng tổng số hóa chất cấp cho các địa phương trong toàn tỉnh lên trên 20.000 lít. Cùng với việc cấp hóa chất, Chi cục Thú y tỉnh Hải Dương cũng cấp cho mỗi huyện một máy động cơ phun sát trùng và bổ sung mỗi huyện trên 100 bộ quần áo bảo hộ để phục vụ người tham gia chống dịch tả lợn châu Phi. Để chống dịch đạt hiệu quả, Chi cục Thú y tỉnh yêu cầu các hộ chăn nuôi lợn, cơ sở sản xuất lợn giống thực hiện phun tiêu độc khử trùng 2 lần một ngày. Các cơ sở giết mổ lợn cần khử trùng sau mỗi ca giết mổ. Các chốt kiểm soát ổ dịch phải vệ sinh tiêu độc hàng ngày đối với các phương tiện vận chuyển đi qua chốt trong thời gian có dịch. Đối với các xã phường thị trấn có ổ dịch cần tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục 1 đến 2 lần một ngày trong tuần đầu tiên và 3 đến 4 lần một tuần trong 3 đến 4 tuần tiếp theo. Vùng bị dịch uy hiếp trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch thực hiện tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục 1 lần một ngày trong tuần đầu tiên và 3 lần một tuần trong 3 tuần tiếp theo. Vùng đệm trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch thực hiện tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng liên tục 1 đến 2 lần một tuần trong vòng 1 tháng kể từ khi có dịch. Thời điểm này khi hoa nhãn đang nở rộ cũng chính là lúc nhiều hộ nuôi ong ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên hối hả vào mùa thu hoạch mật. Huyện Khoái Châu có khoảng 120 hộ nuôi ong với gần 30.000 đàn. Không chỉ các hộ nuôi ong trong huyện, nhiều người nuôi ong từ khắp các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình cũng mang ong tới đây để lấy mật. Theo các hộ dân cho biết, giống ong để nuôi lấy mật chủ yếu là ong Ý. Loại ong này có nhiều ưu điểm như to khỏe, mang lại năng suất cao hơn so với ong ta. Nuôi ong lấy mật phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nếu nắng ấm chỉ cần từ 3 đến 4 ngày là có thể quay mật một lần. Thời tiết mưa ẩm phải mất từ 7 đến 8 ngày mới có thể quay lấy mật một lần. Mỗi thùng ong thường có từ 3 đến 10 cầu ong, tùy từng loại ong, mỗi vụ thu hoạch được từ 12 đến 35 kg một thùng. Thời điểm hiện tại, giá mật ong từ 80.000 đến 110.000 đồng một kg. Đến thời điểm này, Nam Định đã xây dựng phát triển được 25 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gắn với truy xuất nguồn gốc, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, an toàn và đem lại sự yên tâm cho người tiêu dùng. Để tiếp tục phát triển các chuỗi sản xuất nông nghiệp gắn với truy xuất nguồn gốc, thời gian tới tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung triển khai xây dựng và thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm để đa dạng hàng hóa nông nghiệp cung cấp cho người tiêu dùng trong cả nước, đẩy mạnh việc hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các chương trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến như VietGAP, HapRap, ISO, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, vận động hướng dẫn các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng mã tem QR để quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và chống hàng giả, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Giới thiệu Nông nghiệp Sạch của tỉnh để tăng cường hợp tác liên kết với các tỉnh trong việc quảng bá giới thiệu sản phẩm sạch của tỉnh và cả nước nhằm phục vụ người tiêu dùng. Theo tổng hợp của Sở Khoa học và Công nghệ, đến nay tỉnh Hà Nam đã có 8 dự án được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Cụ thể là các sản phẩm như bánh đa nem làng Trèo, rượu làng Phọc, gốm Quyết Thành, chống đọi tam, cá kho nhân hậu, gà móng tiên phong, thêu sen Thanh Hà và lụa Nha Xá.
Các dự án triển khai phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đã góp phần nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hộ sản xuất, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm của địa phương. Qua tính toán, lượng hàng hóa bán ra thị trường, giá trị thu nhập của các loại sản phẩm tăng xấp xỉ 30% so với trước khi được bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Tuy nhiên, hiện nay, việc khai thác phát huy hiệu quả của nhãn hiệu tập thể vẫn còn rất hạn chế. Dù có nhãn hiệu dùng chung nhưng vẫn còn tình trạng mạnh ai người đấy làm, nên sự gắn kết giữa các hộ trong làng nghề chưa cao và xuất hiện tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước. Nhiều hộ không tuân thủ đúng các quy định về bảo vệ thương hiệu, dẫn đến cạnh tranh lẫn nhau. Vai trò của hội, hiệp hội làng nghề trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát chưa cao. Để phát triển thương hiệu bền vững, các cấp ngành địa phương cần tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về việc xây dựng và phát triển thương hiệu, quảng bá vai trò tác dụng của sở hữu trí tuệ với việc phát triển sản phẩm của địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, nhãn mác thương hiệu. Các làng nghề, hiệp hội cũng cần chủ động hội nhập thị trường trong quản lý, tiêu thụ sản phẩm. Yên Khánh là một trong ba vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh Ninh Bình. Những năm qua, với sự đầu tư của Trung ương và của tỉnh, huyện luôn quan tâm đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng thủy lợi, đáp ứng hiệu quả nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, huyện đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, tu bổ, nạo vét các tuyến kênh, củng cố, duy tu các công trình thủy lợi, đảm bảo chủ động tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp và công tác phòng chống lụt bão. Từ năm 2008 đến nay đã xây mới, sửa chữa, nâng cấp gần 3.000 cầu cống, xây dựng được 33,3 km kênh mương kiên cố. Tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương cấp 1, cấp 2 đạt 92,7%, tăng 17,7% so với năm 2008. Các công trình thủy lợi còn đóng góp tích cực trong việc dự trữ nước vào mùa khô hạn, điều hòa, tiêu úng nước vào mùa mưa, giảm thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Nhờ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi mà các địa phương đã đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết, phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh từng vùng. Đến nay, toàn huyện đã có trên 250 mô hình sản xuất theo hướng tích tụ ruộng đất, xây dựng một chuỗi giá trị, đời sống người dân trong huyện đã có bước cải thiện rõ rệt, giá trị đạt 134,9 triệu đồng một hecta đất canh tác, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 42,24 triệu đồng một người, tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội giảm còn 1,16%. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và động viên khuyến khích, các thầy cô giáo phát huy sáng kiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, nên phong trào giáo dục và đào tạo ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có nhiều khởi sắc. Năm học 2018-2019, các cấp học bậc học ở huyện Kinh Môn đã thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Ngành đã triển khai công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện ở các cấp học, 100% trẻ đến trường đảm bảo các khâu chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ. Các trường tiểu học và trung học cơ sở tăng cường các hoạt động trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường. Một số trường đã tập trung rèn luyện kỹ năng tổng hợp cho học sinh, đồng thời gợi mở để học sinh tự học tập sáng tạo gắn các kiến thức đã học với hoạt động giáo dục học tập, nâng cao vai trò quản lý, định hướng đối với từng tổ chuyên môn và giáo viên, tạo sự gắn kết giữa thầy và trò, tạo môi trường giáo dục gắn kết an toàn. Trong thời gian tiếp theo, ngành giáo dục huyện Kinh Môn sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động ngoài giờ lên lớp và đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22. Tiếp tục chỉ đạo chương trình giảng dạy ở các bộ môn, giáo dục hướng nghiệp, tập trung việc thực hiện tốt, việc đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo chuyên đề, nghiên cứu bài học, xây dựng chuyên đề, chủ đề dạy học, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục, chất lượng xét tốt nghiệp, tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, nhằm khơi dậy niềm đam mê với sách cho các em học sinh, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tích cực triển khai mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện. Qua đó, hình thành thói quen đọc sách ngay từ nhỏ cho các em học sinh và phát triển văn hóa đọc trong học đường. Nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong trường học, mô hình thư viện xanh tại các trường tiểu học được ngành giáo dục và đào tạo Bắc Ninh phát động từ năm học 2008-2009. Đến nay, cơ bản các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã đưa mô hình vào hoạt động thay thế cho thư viện kiểu truyền thống. Với những ưu điểm về không gian thoáng đãng, thể loại sách phong phú đa dạng vừa phục vụ nhu cầu học tập vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các em học sinh nên đã thu hút đông đảo các em đến tìm và đọc sách.
Tuy từng điều kiện không gian khác nhau, mỗi nhà trường lại có những sáng tạo xây dựng thư viện xanh theo một cách riêng để vừa kích thích trí tò mò, vừa khơi dậy niềm đam mê cũng như ý thức tự giác đọc sách của các em học sinh. Để mô hình tiếp tục được nhân rộng hoàn thiện, bên cạnh sự chủ động của nhà trường, sự tích cực của các bậc phụ huynh, rất cần sự chung tay của xã hội để văn hóa đọc không ngừng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhằm đáp ứng thông tin tiếp cận giáo dục của học sinh, góp phần hình thành và phát triển thói quen đọc sách, tại các trường học hiện nay đều đã xây dựng thư viện phục vụ quá trình học tập. Đặc biệt, nhiều trường học trong tỉnh Nam Định đầu tư xây dựng thư viện trường học thân thiện, thư viện đạt chuẩn, tạo ra môi trường học tập tích cực cho học sinh. Trường Trung học cơ sở Điền Xá, huyện Nam Trực, với sự huy động các nguồn lực xã hội hóa, năm học 2018-2019, nhà trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thư viện trường học theo mô hình thư viện xanh trong không gian vườn trường. Trên diện tích 950m², các tủ sách, ghế ngồi, bàn đọc được bố trí hợp lý, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận với sách thư viện. Bên cạnh đó, không gian thư viện xanh cũng là địa điểm để các giáo viên bộ môn thực hiện các tiết học ngoài lớp học, tạo hứng thú cho học sinh. Hiện nay, hầu hết các trường học trong tỉnh đều đã và đang xây dựng thư viện trường học với nhiều mô hình khác nhau, tạo điều kiện nâng cao văn hóa đọc trong học sinh. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh hiện nay có 298 thư viện trường tiểu học, 174 thư viện trường trung học cơ sở và 20 thư viện trường trung học phổ thông đạt chuẩn. Bên cạnh đó, các tủ sách lớp học được đặt ngay trong mỗi lớp học cũng tạo thuận lợi để học sinh có điều kiện tiếp cận tri thức, hỗ trợ cho quá trình học tập dưới mái trường. Để đảm bảo cho trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể lực và trí tuệ, thời gian qua, trường mầm non Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã luôn chú trọng quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bữa ăn bán trú. Năm học 2018-2019, trường mầm non Phan Xào Nam có 365 cháu học sinh ở hai điểm trường, tỷ lệ ăn bán trú là 96,8%. Khu vực bếp ăn nhà trường được xây dựng theo quy trình vận hành một chiều, chia thành các khu riêng biệt, được trang bị đầy đủ máy lọc nước, tủ đựng thức ăn chín, thức ăn được lưu mẫu bảo quản trong tủ lạnh. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra bếp ăn, đảm bảo nhân viên thực hiện nghiêm túc các thao tác chế biến và vệ sinh dụng cụ phục vụ ăn uống cho trẻ. Trước các bữa ăn, trẻ đều được rửa tay bằng xà phòng, được ngồi theo nhóm và rèn thói quen tự phục vụ, giữ gìn nền nếp trong bữa ăn. Thực đơn được bố trí hợp lý theo mùa, tăng cường rau củ quả và thường xuyên thay đổi cách chế biến, giúp trẻ ăn ngon miệng và thích được ăn ở lớp hơn. Điều này tạo được sự tin tưởng của nhân dân trong xã khi gửi gắm con em mình tại trường. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng dạy học, vấn đề chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình chú trọng thực hiện. Trên địa bàn thành phố Thái Bình hiện có 18 trường mầm non công lập, 12 trường mầm non tư thục, 100% trường đều tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Hiện nay, bếp ăn bán trú tại các trường mầm non của thành phố đều thực hiện theo nguyên tắc bếp ăn một chiều, có tủ sấy dụng cụ và tủ lưu mẫu thức ăn theo quy định. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh sán lợn, các nhà trường thực hiện chặt chẽ quy trình giao nhận thực phẩm. Trong quá trình nhận có sự tham gia của đại diện phụ huynh học sinh, ban giám hiệu và nhân viên nhà bếp. Các trường học cam kết chỉ mua và nhập các loại rau củ quả rõ nguồn gốc của các cơ sở kinh doanh. Kiên quyết từ chối không sử dụng thực phẩm của các cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm. Với ưu thế về cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên du lịch phong phú, 3 tháng đầu năm, Ninh Bình đã đón trên 3,4 triệu lượt khách, tăng 2,29% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách nội địa đạt trên 3,2 triệu lượt, tăng 2,27%, khách quốc tế đạt 225.000 lượt, tăng gần 2,6% so với cùng kỳ, và khách lưu trú qua đêm đạt 192.000 lượt, doanh thu toàn ngành ước đạt trên 1.400 tỷ đồng. Năm 2019, với mục tiêu đón hơn 7,5 triệu lượt khách, vì vậy, ngay trong những tháng đầu năm, ngành du lịch Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá. Tại các khu điểm du lịch không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp sống văn minh du lịch được đảm bảo, được nhiều du khách trong nước và quốc tế ghi nhận. Để tiếp tục thu hút du khách, nhất là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội Hoa Lư năm 2019, Sở Du lịch đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền trực quan, tập luyện các tiết mục văn nghệ đặc sắc, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, điện thắp sáng, an toàn thực phẩm.
Lễ hội được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 4, tức ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch, theo quy mô cấp tỉnh với vị thế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, ngay từ những ngày đầu năm, rất đông du khách ở khắp các tỉnh thành đã về tham quan chiêm bái tại thành phố Hưng Yên, nhất là tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phổ Hiến. Với tiềm năng phát triển du lịch tâm linh, ngay từ những ngày đầu năm, rất đông du khách ở khắp các tỉnh thành đã về tham quan chiêm bái tại thành phố Hưng Yên, nhất là tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phổ Hiến. Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phổ Hiến, trong 3 tháng đầu năm, các di tích đã đón hơn 20 vạn lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, năm nay đã có 25 đoàn với 650 người đăng ký thuyết minh. Các di tích như Đền Mẫu, Đền Trần, Chùa Chuông, Văn Miếu Xích Đằng là những nơi đón lượng khách du lịch nhiều nhất. Cảnh quan thiên nhiên hài hòa, mật độ di tích dày đặc, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lịch sử của một thương cảng nổi tiếng từ xưa là những điểm nổi bật để thu hút du khách về với Hưng Yên. Hội cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình hiện có hơn 48.000 hội viên sinh hoạt ở 208 chi hội. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hội cựu chiến binh luôn nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, nắm vững âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và tình hình tội phạm, các cấp hội cựu chiến binh đã phối hợp tổ chức tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ hội viên về công tác phòng chống tội phạm. Phong trào cựu chiến binh gương mẫu được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua dân vận khéo với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ hoạt động thực tiễn đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như mô hình ba giảm về ma túy, tội phạm và tai nạn giao thông, tiếng cảng an ninh, giúp thanh thiếu niên hư, dòng họ tự quản, sứ đạo bình yên. Hàng năm, hội đã duy trì hoạt động 274 tổ nắm tin, cung cấp cho công an hơn 1.000 tin có giá trị, tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nhân dân hơn 300 cuộc, duy trì 200 tổ tự quản thường xuyên tham gia tuần tra canh gác. Riêng trong năm 2018, các cấp hội cựu chiến binh đã phối hợp cảm hóa 280 người phạm tội, giúp cai nghiện 70 đối tượng thành công, qua đó góp phần quan trọng giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở mỗi địa phương. Nhằm mục đích chống rác thải nhựa, ni lông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động thiết thực phòng chống rác thải nhựa, ni lông trên địa bàn huyện. Câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông xã Vĩnh Xá được thành lập năm 2013 với sự tham gia của 70 hội viên. Bên cạnh việc tuyên truyền, chị em hội viên còn có nhiều hoạt động thiết thực như đi chợ bằng làn, tận dụng túi ni lông đã sử dụng để đựng rác, phân loại rác hữu cơ và vô cơ nhằm giảm thiểu việc xả thải túi ni lông, rác thải nhựa ra môi trường. Thành viên chúng tôi là cũng đã thực hiện và hạn chế sử dụng túi ni lông bằng cách là chúng tôi đi chợ là chúng tôi sẽ mang làn đi và cái gì mà coi như là cần thiết thì mới để túi ni lông. Về cái túi khô chúng tôi lại sẽ sử dụng lại. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Kim Động đã xây dựng được 2 mô hình phế liệu sạch, giúp đỡ 5 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này không chỉ góp phần giảm nghèo cho phụ nữ mà còn thúc đẩy chị em hội viên thực hiện phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình. Bên cạnh những hoạt động trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Kim Động còn tích cực tuyên truyền thông qua nhiều phương pháp như loa truyền thanh, lồng ghép tiểu phẩm, văn nghệ vào các buổi sinh hoạt. Gắn biển trên 100 tuyến đường phụ nữ tự quản, trồng 11 km đường hoa trên địa bàn. Đối với cái việc mà phòng chống rác thải nhựa thì trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chúng tôi tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn để tuyên truyền hội viên hưởng ứng thực hiện để làm sao hạn chế cái việc rác thải thải ra ngoài môi trường, cũng để góp phần vào giữ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Chúng tôi tiếp tục nhân rộng cái mô hình câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi ni lông cũng như cái mô hình phế liệu sạch để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Với các hoạt động thiết thực của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp huyện Kim Động đã có những đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp. Nằm trong những nội dung thực hiện mô hình 503 sạch do Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh phát động, thu nhặt vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, làm sạch đồng ruộng. Công việc tưởng chừng như độc hại vất vả này lại đang được chị em hội viên phụ nữ xã Minh Đạo, huyện Tiên Xu hăng hái tích cực triển khai với suy nghĩ đơn giản.
góp thêm công sức nhỏ bé, giữ gìn bảo vệ môi trường sống của chính thế hệ mình và con cháu họ. Là một trong những nội dung nằm trong chương trình 50 Ba Sạch do Hội Phụ Nữ Địa Phương phát động, mô hình làm sạch đồng ruộng càng phát huy hiệu quả khi kết hợp với hội nông dân. Nếu như thời gian đầu triển khai mô hình, số vỏ bao bì nhiều nhưng chị em hội viên tham gia còn thưa thớt thì đến nay, phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong chị em hội viên, không chỉ riêng những người làm nông nghiệp. Ta có thể bắt gặp những bể chứa rác như thế này ở khắp các sư đồng tại các thôn Tử Nê, Nghĩa Chỉ của xã Minh Đạo. Tại xã Minh Đạo, từ nguồn ngân sách địa phương để xử lý ô nhiễm môi trường từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã bàn bạc, thống nhất ban hành nghị quyết, cụ thể hóa mô hình 50, ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch đồng, thực hiện đầu tư xây dựng 43 bể chứa rác thải, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở khắp các sư đồng trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.